Không, đừng có vô đây. Nó mới ở tù về đó. Ghê lắm, nó lừa đảo lắm. Mới ở tù về, không có tốt đâu. Ở bên kia kìa, có tiệm sửa xe đàng hoàng luôn. Ê, anh trai sửa xe anh trai. Anh trai, ủa hai cô nói gì mà người ta không sửa xe người ta bỏ đi vậy? Đâu nói gì đâu. Nói gì là nói gì. Còn người ta bỏ đi á, sao cậu cũng chạy theo ổng đi, hỏi tôi làm gì? Nè hai bà đừng ngang ngược nha, ha, bớt nhiều chuyện là giùm tôi cái. Cậu có nghe cái câu mà ngựa quen đường cũ không? Từ ngày hai chồng nó về ra cả xóm này không có ai được bình yên hết trơn á. Lúc nào ngủ cũng phong lơ nớp lo sợ hết trơn á. Lo gì sợ gì, người ta làm ăn đàng hoàng, sửa xe nuôi vợ nuôi con, ha, chưa thấy người ta đủ khổ hay sao? Bớt nhiều chuyện lại mang ơn ha, tôi mang ơn. Cái người nhiều chuyện là cậu đó. Nè, mà tôi có nói gì á cũng đâu có liên quan tới cậu. Mà lỡ có nói gì á mà đụng tới nó thì cậu cũng không có cái quyền gì để nói á. Tôi nói cho cậu nghe nè, tại vì á hên cho nó không đụng tới tôi á. Đụng tới tôi hả, tôi cho nó ở tù thêm một góc luôn á.